Chào nhà cô. Tâm ơi, cô tên gì Tâm ơi? Cô Hà. Cô Hà đúng không? Hôm nay cô bán bao nhiêu ống Tâm? Hôm nay cô bán 50 ống tổng eo. Vậy hả? Ok. Dạ. Cô Hà ơi, cô biết đến cái phương pháp Martinibo bên cháu là qua đâu không? À, cô biết cái phương pháp này là từ cái cuộc hội thảo của bên công ty của cháu. Dạ. Korea. Dạ. Thì cô được mời đến. Dạ. Cô đến đấy cũng giao lưu với rất nhiều người ở đấy, thì cô thấy có một cái chị cũng là người bị béo và lại có một số các cái bệnh lý. Dạ. Thì là như là máu mỡ với lại tiểu đường ấy, thì cô thấy là cô cũng giống cô đúng không? Cô cũng bị như vậy. Dạ. Thì cô cũng muốn là tìm hiểu qua chị thì bảo là đến đây là được Korea cho con điều trị như là giảm mỡ bụng thì dạ. Cái hiệu quả nó rất là cao. Dạ. Thì cô cũng có sử dụng là cô đã từng sử dụng cái phương pháp nào về giảm béo chưa cô? Cô cũng đã sử dụng rất là nhiều dạ. Nhiều chỗ rồi. Nhưng thực ra là cũng chẳng hiệu quả đâu. À, thì cô cũng đi cả tập thể hình nữa, cả tập thể dục nữa. Dạ. Nhưng mà về thì chỉ được một thời gian sau nó lại béo trở lại rất là nhanh. À, và cái lúc đấy bắt tập thì cũng rất là mệt, mà ăn kiêng thì cũng đói lắm. Mà vâng. Con chả giải quyết được cái gì cả. Thế cô thấy ở bên này thì cái chị làm ở bên Korea này thì rất là hiệu quả. Thế là chị giới thiệu. Dạ. Thế cô thì bảo là thôi thì cứ nghe chị đến đây để làm thử xem. Thế mà hôm nay cô đến mà cô đặt lịch và cuối cùng giờ này 8 giờ tối đã. Đông quá cô mới lên được giường mà vâng, giờ này rất là xin lỗi cô đó, bởi vì là hôm nay là lượng khách đông quá. Tại vì cô cũng biết là từ sáng chiều Korea là chắc là cô không có gọi điện trước khi qua book đúng không nên cô rồi. Nên là mới như vậy. Cô đột xuất đến bị bộ. Dạ dạ dạ. Thế thì cái phương pháp này cô thì là cô yên tâm khi mà cô mà có những cái bệnh lý như vậy sau cô đi khám lại đi. Thì cô khi mà cô giảm được cân, giảm số đo rồi cô đi khám lại các bệnh lý đó, nó sẽ giảm cho cô và nó có thể về cái chỉ số đẹp. Bởi vì bên cháu rất là nhiều các cô, các chú cái lứa tuổi như cô á, đều bị các cái bệnh lý đó, xong khi mà làm giảm béo thành công tại Korea đi kiểm tra lại thì đều hết và chỉ số rất là đẹp, trở lại bình thường. Hả? Đấy thì đấy là một cái niềm tin cho tất cả mọi người. Có vâng. Người mà không thể giảm béo được ở đâu hoặc là tập thể dục không giảm đúng được rồi, cô. Thì ở đây là một cơ hội cho người ta để người ta mang lại những cái gì tin tưởng, tự tin nhất. Dạ. Tâm ơi Tâm. Dạ. Chắc là cô có được xem sản phẩm trước khi làm đúng không? Có cô được xem rồi. Nhưng mà Tâm cứ lấy cho mọi người xem qua về sản phẩm của vì Martinipo là công nghệ độc quyền tại viện thẩm mỹ Korea đúng không? Đúng rồi, cho mọi người xem á. Tại Korea thì mới có cái công nghệ Martinipo này nha. Từ sản phẩm máy móc là độc quyền tại Korea. Em thì quay nếu cho mà nó quay có cho những cái công nghệ Martinipo tại trên thị trường Việt Nam á, thì đều là nhái Martinipo chứ không phải là Martinipo của tập đoàn này nha. Chứ không có đúng. Thì là cô yên tâm. Cô đến đây thì bạn đã cho cô xem rồi. Và cô tìm hiểu cũng kỹ lắm. Dạ. Cô bắn thì có đau không ạ? Bắn êm lắm. Dạ cưng cháu. Bạn này thì đang muốn làm này cô. Sinh mỡ rất là nhiều. Cứ làm đi cho người nó đẹp đi đâu tự tin. Đó vừa nói với bạn ấy xong. Như tình trạng mỡ của cô á, là mỡ lâu năm, nhưng bạn này là mới sinh bé xong. Đảm bảo là xuống rất là nhanh, cường độ rất là nhanh. Cô cũng cảm giác là nếu mà trong cái lúc làm này mà mình có thể ngủ được chắc có ảnh hưởng gì đâu. Vâng, đó, nhắc thì không nhá. Cháu cũng muốn làm nhưng mà cô tin chắc là sẽ hiệu quả, bởi vì cô thấy bạn cô một cái người giới thiệu về cái đến đây để làm ấy là người đấy đã giảm cân rất là đúng rồi cô. Cái chị đó là chị giảm hình như là chị giảm là 20 mấy cm một vòng hôm đó chị đấy. Có phát biểu cho cô biết là bởi vì là mà cái đó là cái phương pháp là cái con chile vô cũ. Chị ơi thế thì chắc là cho em đăng ký về liệu trình này đi, bởi vì bụng đợi của chút. Em rất là to, đợi chị một chút nha. Thì cô phải biết rằng là cái phương pháp Martinipo này là phương pháp mới vượt trội hơn, nó có thêm cái thành phần cá hồi, nó làm săn chắc cho cô, nó có thêm thành phần là nấm linh chi đỏ rất là quý. Thì cái này nó có tốc độ đào thải gấp đôi so với cái công nghệ cũ. Ví dụ bình thường cái công nghệ cũ của cô là như chị là 20 ngày đến 30 ngày, nhưng của cô 10 ngày sau cô đã thấy hiệu quả. Ví dụ bình thường của chị là như hôm chị phỏng vấn là 20 ngày đến 30 ngày chị giảm được 20 mấy cm, thì sau 10 ngày cô đã giảm được cũng là cái số thời gian của cô rồi, rút ngắn được con đường. Đúng rồi, và sau đó nó còn đào thải tiếp tục trong vòng 10 đến 20 ngày sau. Là nó nhanh hơn. Đúng rồi, nó nhanh hơn và nó hiệu quả cao hơn. Đó. Đối với tình trạng mỡ rắn nó vẫn có thể đào thải và giảm bình thường được. Cô nó bất chấp tất cả những tình trạng như thế thì rất là tự tin. Như từ sáng cô nhìn thấy bên cháu rất là nhiều người đã từng hút mỡ. Cái tình trạng bụng này nó bị lồi lõm và bị cứng, bình thường là không ai dám nhận nhưng bên cháu vẫn nhận, vẫn làm cho khách. Bởi vì nó sẽ giảm tiêu nhưng mà đây là vẫn có thể xử lý. Đúng rồi, như mấy cái chị mà ở Hải Phòng vừa rồi đó cũng bị là
hút mỡ xong đó bây giờ không có đi làm được cái gì thì cũng tư vấn và bên chó cam kết cho chị là giảm được. Đấy là quá tốt đấy. Dạ. Đấy cái công nghệ mới như này là mọi người rất là thích. Chị ơi em đăng ký luôn cái liệu trình này. Được rồi chị. Thôi rồi. Cô ơi cho cảm ơn cô nha, cho xin phép nha, cho đi sáng tháng. Dạ. Dạ. Chào cô.